thưa quý vị thân mến, Thanh Hằng đã được hát cho siêu thị Bếp Xuân Tuân rất là nhiều lần rồi và khai trương rất là nhiều cơ sở, có cả cơ sở trong Thụy Hương. Không biết là có các vị khách hàng khách quý nào trong Thụy Hương đi ra khu vực trung tâm thị trấn Trúc Sơn thì có biết rằng là siêu thị Bếp và Xuân Tuân khai trương ở Thụy Hương được cách đây vài năm rồi, rất là tuyệt vời. Và thưa quý vị thân mến, với những mức giá rất là ưu đãi, với những sản phẩm tư vấn rất là chân tình, nhiệt tình. Lại gặp bạn này mình quen đấy nhỉ? Chào anh ạ. Chào Thanh Hằng nhá. Vâng. Chúng mình gặp nhau lần thứ ba trong đời đấy. Thế nhờ, người đọc được cái tên thì không quen lắm đâu. Mỹ Đình gặp nhá, hôm ở nhà ông Cường ở chỗ Thế Giới Bếp ấy. Em đi theo đội này nữa thì sẽ gặp nhiều lắm, một năm gặp mười mấy lần luôn. Anh Ý ơi, anh đánh ra một cái xe em đang lắp ở kia thì nhá. Vâng, anh làm ạ. Anh em cùng chung sức cùng xung quanh hỗ trợ những cái xe cho vỉa hè thật gọn, thật đảm bảo an ninh giao thông nhá. Sự kiện đợt này cuối năm sẽ rất là nhiều luôn, nhiều sự kiện cực kỳ luôn. Bắt đầu chương trình nhá. Chưa. Năm tới luôn. Hello, đây là một chương trình kỷ niệm 95 thành lập hệ thống Bếp Xuân Tuân. Bếp Xuân Tuân, quý vị nhá. Chuyên gia bếp từ thông minh hàng đầu luôn. All the candles out.
cần nhún thôi, chỉ cần nhún như này thôi. Đúng rồi, đúng rồi đấy, rất là móng cửa này. Vâng, trò chơi của MC có tên như sau này. Vâng, các bác chỉ cần đọc theo MC thôi. Anh ơi, nhỏ nhạc xuống cho em. Nhỏ nhạc xuống cho em nào. Các bác chỉ cần nói theo MC thôi nhá. Chỉ cần nói theo thôi. Ai nói được nhiều hơn người đó giành chiến thắng. Đấy, rất đơn giản là các bác lùi xuống dưới một chút nào. Nào, cô ơi, cô đứng trong đây nào. Đúng rồi. Rồi, ok. 1, 2, 3, 4, đủ 5 người chưa? Rồi, à, xin mời Phong và sẽ dành ít phút cho MC Cúc Phong chơi trò chơi của các bạn. Và MC Phúc Gà sẽ gặp Xuân Tuân để trao đổi một ít. Đúng không ạ? Xin mời Cúc Phong. Vâng ạ, xin được thay lời cho cửa hàng, vâng ạ, hệ thống siêu thị bếp Xuân Tuân. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một trò chơi vô cùng là sôi động. Các bác biết trò chơi gì không nhỉ? MC chưa nói làm sao các bác biết, đúng không? Rồi, và bây giờ các bác chỉ cần tí nữa mà được giải nhất, đúng không? Xin chào tất cả quý vị chương trình Khởi Nghiệp Hoài Đoán. Có vẻ là đang diễn ra rất sôi nổi, rất rực rỡ và rất tuyệt vời. Và tôi không bao giờ nghĩ là Xuân Tuân có được sự yêu thương của quý đối tác, quý khách hàng như ngày hôm nay. Xin trân trọng và biết ơn. Quý vị nhớ rằng là Xuân Tuân chuyên gia bếp từ thông minh hàng đầu quý vị nhá. À, cô luôn à? À, được, mời cô. Rất tự tin đúng không ạ? Có nhạc nhảy, cứ có nhạc lên là nhảy. Một sườn lỗ, hai lỗ sùn, ba sườn lỗ, bốn lỗ sùn. Chỉ như thế thôi. Nào, 2, 3, xin mời chú. Làm tiếng công sự nhá.